Cá anh em nha, nay đang tới sân bay rồi bạn, giờ chuẩn bị đi lên sân bay. Giờ anh em đang ở đây nhà xe nè, giờ đang chờ ở dưới lên, giờ mình đi thôi. Nè, cái gì? Nó nhắn rồi đó, nãy ông nhắn. Nè, nhà xe, nhà xe nè, xe bao lớn luôn. Sang năm, tầng năm đang xuống. Đã ở đâu? Người ta đợi lâu quá cái người ta đi xuống cầu thang bộ. Này. Đó, đâu. Mày đi ra đâu mà? Vậy, xuống đi. Vô em. Ừ. Thôi vô này vô. Ừ. Xuống bằng một. Đâu ở đâu? Giờ mình đi ăn đi. Hả? Mười ngàn sáu phút nha. Mười ngàn sáu phút mà. Thử không? Thôi, ta đi theo, ta làm hoài. Hả? Mười ngàn sáu phút nè, để massage nè, bạn là thử không? Bạn này thử đi, sáu phút đi. Sao đi vô đó uống nước không? Hả? Hả? Vậy. Rồi đi, đi vệ sinh nha các bạn. Đó, vệ sinh bên đây nè. Nè, đẩy đi. Đi đi vô vệ sinh quay luôn. Đẩy vô đó luôn vậy. Đây là cái nhà xe nè. Xe này nó người ta đưa mình đi ra mà xe máy bay các bạn. Đó. Người ta đang đợi nè. Giờ mình hiện tại mình máy bay mình tới 5 giờ chiều rồi. 1 giờ mình tới rồi. Giờ mình kiếm gì ăn uống cái đúng không? Giờ chuyến xe Vũng Tàu này nhiều ha. Đúng. Cái bà nó bà ngoại cái bị cái trời hết hồn bị. À. Đưa đưa em ngoại vậy đó, em ngoại nói không? Thấy người không ha, thấy bị không thấy người. Đó, hiện tại là mình đang ở sân bay nha các bạn. Đó. Cái số máy nó thuê bao rồi gọi không được. Đây là quầy gửi hành lý nè, ta xếp hàng để là gửi hành lý. Đó, đông các bạn, đó đông, ngày dịp Tết quá đông luôn. Khu ngoài á, người ta cắm quay phim ra bên mình không có cắm. Cho các bạn xem mà. Chuẩn bị lên máy bay. Đó. Giờ đặt vé máy bay xong rồi, giờ đi kiếm gì ăn cái.
mấy giờ tới? Đây à, đây cái măng hả? Hả? Đi đâu à? Hả? Đó gì? Đây nè, bánh này gì? Để uống nước. Nghỉ chút đi. Hả? Nghỉ à? Đi đây nè, qua đây nghỉ nè. Đây quán ăn nè. Nấm đông cô, sốt cà, bồ câu hầm. Sao đi? Sao không ngồi vô? Thì trong mẹ nó hay đâu? Hả? Đi uống nước luôn đi. Đi lại ăn uống luôn đi. Đó, đàng hoàng nữa đó. Rồi ăn uống rồi đại luôn. Ở đây người ta làm sưng nữa nè. Bye bye, hạnh phúc. Dạ là đắng lắm đi. Hả? Chụp hình. Chụp hình. Mới như gà. Này là bắt phương pháp. Hả? Phương pháp. Ừ. Viết đi, em viết đi. Hả? Câu đi. Nhiều câu liễn quá nè. Hả? Biết luôn. Không thấy không nổi. Nè. Sao thế này giống không? Trời giật luôn. Sáng quá. Đi đi đắng đi. Mày ở này là khí tự dư á, là người ta trang khí chia ra cho đủ. Mình muốn đi máy bay á, là mình cái vé máy bay đó bao nhiêu á, mình đi với đó mình phải nhà mình trang khí sẵn đi, mình đồ mình gửi gì. Hả? Có mày thì vô quá. Đi hơi ngoài gì? Đâu mình mua rồi mình mới đem lại đó mình ăn không chưa. Nè. Bánh thì bánh mì, mì gò, mì ly. Nè. Cái này bánh mì cháo bông, cái này bánh mì. Nè, mì ly. À, mì ly là xúc xích. Mì ly thôi. Ừ, đi, kêu, mì ly đi. Mì ly nha. Mì ly. Mì sữa. Cho chị chè mì ly. Xúc xích thì xúc xích hoặc gà. Hả? Không. Mì ly thôi. Mì ly. Cái gì? Đang ăn bánh mì rồi đi. Hả? Đang ăn bánh mì pate đi. Có mì pate nè. Hay bánh mì chứ không? Không, uống nó là uống nước gì đi cây nước đi cà phê lá nè, cà phê đen lá hả? Chị có dùng nước vô không hả? Em uống gì không? Không rồi nè. Ngồi đâu giờ ta? Qua đây
đó nó quạt nóng, lò nướng nóng điêu đó rồi, ở đây mát rồi đó, quạt thì quạt nhưng mà cái lò nướng nó quạt cái lò ra nóng. Tịch nói mà cãi không anh? Tịch nói. Đeo gì? Cà phê. Nóng trà sữa. Hả? Thánh trà sữa này nóng gì? Không. Đây sân bay nè các bạn, người ta bán nước về vô uống nước ở đây kêu mì ly thì không biết chế nước không, không biết có rau không nữa, mà 33 ngàn, không một cái mì ly 33 ngàn đó. Đúng rồi. Nè, nè các bạn. Mì. Ở đây đắt lắm. Mì nè, mì mì ly nước. Nè để thêm bắp nè. Bắp nó ở trong mì. Bắp vào trong mì. Nào tối anh ăn không có. À mì nó nào. Mì này chỉ để nước thôi. Ngon. Lắm. Lại cái này là như 33 ngàn ly nhà ăn đi đây mình đi uống cà phê đó, cà phê nè, phê sân bay nè, có hình máy bay nè các bạn đó. Cà phê cho uống nút nè, cà phê này đen ngon lắm đó, đen uống thử ngon. Cà phê này á nó đậm không, bỏ thêm miếng đường mà chưa quậy nó hơi đắng, chưa quậy lên nó đắng. Tháo luôn cái nắp ra rồi. Tháo nắp. Nè, cho các bạn xem. Đó, mời nè các bạn. Cà phê mà uống đường á, ăn đi đó. Thì quậy miếng đá lên bọt nè, nó quậy nó lắng á. Mà chứ sao ăn mì nó đỡ, ăn bánh mì nó không có tiêu. Ăn bánh mì cái miệng có tiêu mày lên rồi. Ngon. Nhưng mà cà phê này em bỏ sữa vô nó uống là nhất. Cà phê mà loại cà phê Trung Nguyên nó ngon. Cà phê tròn.
mình ngủ á, uống cái này vô hết mình ngủ. Sáng giờ đi nhiều quá buồn ngủ quá trời. Giờ ngồi phải để cho tới giờ mới lên bay rồi. Giờ này mới có 2:22 chiều, 14 giờ. Đây là nhà chờ xe nè, người ta đi khách rồi đó, người ta đậu vô. Đây mình đang đứng ở nhà xe đó bạn, đó nhà xe của ga hàng không trong nước và ngoài nước Việt Nam Airlines, đó tăng xăng nhất đó. Nào thôi giờ mình về thôi, tại mình đang đứng ở đây nãy giờ. Anh em nào thấy hay thì nhớ like subscribe kênh mình nha, để có thêm những video tiếp theo nha anh em. Chào mọi người.